Chào mừng các bạn đã trở lại. Chúng ta đang ở chuyên mục kiến thức crypto trên kênh YouTube của CryptoLitVN. Để ủng hộ kênh, các bạn nhớ đăng ký và chọn chuông thông báo để nhận nhiều hơn những thông tin về thị trường tiền điện tử các bạn nhé. Blockchain đã vẽ ra một viễn cảnh mới có thể thay đổi hoàn toàn bộ mặt xã hội trong tương lai, từ các hệ thống xác minh danh tính, tài sản thông minh cho đến các nền tảng xã hội chống kiểm duyệt và xây dựng được các mô hình có cấu trúc tự quản trị như DAO. Tuy nhiên, viễn cảnh này khó có thể xảy ra trong tương lai gần bởi vì blockchain đang gặp một rào cản rất lớn để có thể thay thế các nền tảng tập trung truyền thống. Đó là khả năng mở rộng và nó đang trở thành một lĩnh vực nghiên cứu rất tích cực giữa các nhà nghiên cứu trong cộng đồng. Solana nổi lên như một hiện tượng vào năm 2020 khi số lượng dự án chạy trên nền tảng này tăng nhanh một cách đột biến. Lý do cho sức hút to lớn mà Solana tạo ra cũng không khó để dự đoán, đó chính là lời tuyên bố 700.000 giao dịch trên giây. Thành lập vào năm 2017 tại San Francisco bởi các chuyên gia công nghệ đến từ các tập đoàn hàng đầu thế giới như Qualcomm, Intel và Dropbox, với các cái tên phải kể đến như Anatoly Yakovenko, cũ kỹ sư phần mềm tại Mesosphere, và Dropbox, giám đốc kỹ sư cao cấp tại Qualcomm Boulder và đồng sáng lập Alexia. Ray Fitzgerald, cũ kỹ sư phần mềm cao cấp của Qualcomm Boulder, kỹ sư phần mềm của hệ thống Alexia và cũ giám đốc sản phẩm của Odama Health. Eric William, cũ giám đốc dữ liệu và đồng sáng lập tại Motion. Solana là một blockchain mã nguồn mở được xây dựng cho mục đích tối ưu hóa cho khả năng mở rộng, không bị kiểm soát, hỗ trợ các ứng dụng phi tập trung và hợp đồng thông minh. Mục tiêu của nó là cung cấp nền tảng cho phép các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng phi tập trung DApp mà không cần phải thiết kế xung quanh các điểm nghẽn về hiệu suất. Solana ra đời trong bối cảnh tốc độ của blockchain khá chậm, thuật toán Bitcoin còn khá nhiều hạn chế. Các nhà sáng lập đã nghiên cứu lý thuyết về tốc độ xử lý giao dịch, hướng tới tạo nên một nền tảng blockchain có khả năng bảo mật tốt, tốc độ và khả năng mở rộng ưu việt cùng với chi phí giá rẻ. Kết hợp với cơ chế đồng thuận bằng chứng cổ phần Proof of Stake là sự kết hợp thêm 8 chức năng nổi trội khác, trong đó có cơ chế bằng chứng thời gian Proof of History. Hệ thống này nhúng bản ghi lịch sử của các giao dịch blockchain để chứng minh rằng các giao dịch thực sự đã xảy ra trước khi chúng được đưa vào sổ cái phân tán, giúp Solana trở thành một nền tảng blockchain mã nguồn mở có hiệu suất cao, khả năng mở rộng có thể lên đến 700.000 giao dịch mà không cần các giải pháp phân mảnh dữ liệu hoặc layer 2. Là token hoạt động trên nền tảng của dự án Solana, Solcoin được sử dụng với các vai trò như làm phí giao dịch và thanh toán, phí hợp đồng thông minh trong mạng lưới của hệ sinh thái Solana. Solcoin giúp hệ thống vận hành ổn định bằng việc là phần thưởng giao dịch của các người tham gia. Các nhà quản trị sử dụng Sol để biểu quyết và quản lý hệ thống, hoặc có tác dụng thế chấp cho các ứng dụng, sản phẩm trên nền tảng của Solana. Ngoài ra, những người nắm giữ Sol còn được tham gia vào quá trình staking kiếm thêm lợi nhuận. Hiện đang có hơn 284 triệu Solcoin đang được lưu hành trong số 501 triệu được khởi tạo. Số đồng coin mà Solana phân bổ cho các vòng sale là 36,21%, 1,64% đấu giá trên CoinList, đội ngũ phát triển nắm giữ 12,79%, 10,46% dành cho các quỹ và 38,9% còn lại là thuộc về các hoạt động cộng đồng. Và để lưu trữ Sol, những holder có thể lựa chọn một trong các ví sau: Solplay, Solet, Mat Wallet, Jet Wallet và Coin98 Wallet. Với những lợi thế và các tính năng mở rộng, hỗ trợ đa ngôn ngữ, cho phép nhiều nhà phát triển tiện ích, ứng dụng phi tập trung và hợp đồng thông minh có thể kết nối với Solana một cách thuận lợi. Hiện tại, theo công bố trên website chính thức của mình, hệ sinh thái Solana đã có hơn 300 nền tảng phát triển trên blockchain, bao gồm các ứng dụng ví điện tử, ứng dụng tài chính phi tập trung, ứng dụng Oracle, Stablecoin, Game và cả các nền tảng phát hành NFT. Một số các quỹ đầu tư lớn như Multicoin Capital, Slow Venture, Foundation Capital, cùng các ông lớn công nghệ như Qualcomm, Google, Microsoft đều đang đứng sau hỗ trợ cho dự án này. Đang được giao dịch gần $40 cho mỗi đồng Sol, thì tổng vốn hóa của Solana đã đạt hơn $11 tỷ vào đầu tháng 8 năm 2021, xếp vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng vốn hóa CoinMarketCap. Với nhiều lợi thế như chi phí giao dịch rẻ, hỗ trợ đa ngôn ngữ lập trình, tính bảo mật cao và khả năng mở rộng thuộc loại top trên thị trường, trong thời gian tới, việc cạnh tranh sòng phẳng với các hệ sinh thái hàng đầu như Ethereum và Binance Smart Chain là việc hoàn toàn có thể xảy ra. CryptoLitVN sẽ cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến nền tảng blockchain này trong các bài viết và video để gửi đến các độc giả của mình trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.